Chào các bạn, ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn chạy ngón âm dài si thứ. Thì trong series này tôi đã hướng dẫn các bạn chạy ngón các âm dài trưởng thứ khác nhau. Và clip này sẽ là âm dài si thứ. Thì âm dài si thứ chúng ta bao gồm có 7 nốt: si, đô thăng, rê, mi, pha thăng, son, la. Đó. Thì chúng ta sẽ có các tư thế từ đầu cần đàn, giữa cần đàn, cuối cần đàn. Thì chúng ta sẽ bắt đầu từng cái thế tay một. Thì thế tay đầu tiên tôi xin nhắc lại, tôi sẽ dùng cái định vị nốt đó bao gồm ba dòng. Dòng thứ nhất là tên nốt, ví dụ như chữ B là nốt si. Dòng thứ hai là số định vị ngăn bao nhiêu, và dòng thứ ba là dây bao nhiêu. Ví dụ chúng ta có một cột này, dòng thứ nhất là si, rồi 2 5 có nghĩa là nốt si ngăn 2 dây 5. Tiếp theo đô thăng 4 5 có nghĩa là nốt đô thăng ở ngăn 4 của dây 5. Thì các bạn chú ý ngón tay tôi bấm chậm từng nốt một, và tôi không đọc tên nốt các bạn nhé. Các bạn vừa nhìn tay tôi và vừa nhìn vào cái hình hiển thị trên màn hình đó, để các bạn định vị nốt nó nằm ở ngăn bao nhiêu, dây bao nhiêu, chúng ta tập trung tối đa, tôi không cần đọc. Hết một lượt chúng ta gảy ngược lại. Kế đó chúng ta gảy tốc độ tăng dần từ chậm đến nhanh. Sau đó chúng ta sang thế tay tiếp theo. Thế tay tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu bằng cái nốt si tại ngăn số 7 của dây số 6. Ngón trỏ các bạn nhé. Các bạn lưu ý khi tôi hướng dẫn các bạn thì một ngón tay tôi bấm thì các ngón khác tôi cố gắng đưa ra để các bạn nhìn cho nó rõ, nó khỏi lẫn. Còn khi các bạn bấm thì các bạn cứ để tay nguyên như thế này các bạn nhé. Chúng ta bấm một ngón, các ngón còn lại chúng ta cứ để trên mặt là cần đàn. Còn khi tôi hướng dẫn thì tôi cố gắng đưa ngón tay càng xa càng tốt để các bạn có thể quan sát được một ngón cụ thể. Đó, lại từ đầu đây. Sau đó chúng ta gảy theo chiều ngược lại.
Sau đó chúng ta lại gảy lần lượt từ chậm đến nhanh. Sau đó chúng ta sang thế tay kế tiếp. Thế tay kế tiếp chúng ta bắt đầu bằng cái nốt C tại ngăn số 9 của dây số 4. Các bạn dùng ngón trỏ các bạn nhé. Sau đó chúng ta gảy theo chiều ngược lại. Rồi chúng ta lại tiếp tục đánh từ chậm đến nhanh. Sau đó chúng ta sang thế tay kế tiếp. Thế tay cuối cùng này chúng ta bắt đầu bằng cái nốt C tại ngăn 14 của dây số 5 các bạn nhé. Các bạn để ý này, hai dấu chấm này là ngăn 12. Ngăn 12 chúng ta nhích lên đây ngăn 13, ngăn 14. Đó. Chúng ta bắt đầu bằng ngón trỏ đây. Chúng ta vẫn cứ chơi từ chậm đến nhanh dần. Ok, chúng ta có nhiều đây thế này. Xin chúc các bạn thành công.